Recording is on. Bắt đầu nhá. Dạ. Dạ thầy. À. Nhìn rõ chưa? Dạ rồi ạ. Nhìn rõ màn hình của Bích Thông chưa? Dạ có. Ok, bắt đầu nhá. Nên chúng ta học cái một cái bài ngắn, là cái bài nói về là cái khái niệm là đối tượng, khái niệm class ở trong Python nhé. Thì trong Python thì là mọi cái đối tượng của nó đều là, mọi đối tượng dữ liệu đều là thuộc cái loại đối tượng mà trong lập trình người ta nói là lập trình có đối tượng ấy, đó là các cái class. Để chúng ta thử nghiệm nhé. Bây giờ thầy viết là, ví dụ thầy viết là x thì bằng 12 như này nhé. Thì khi chúng ta type cái kiểu của x thì đúng không? Thì các bạn thấy là nó hiện ra cái dòng chữ gì? Là class int. Như vậy là cái class này nó là cái một cái lớp dữ liệu. Như vậy là ở trong Python thì mọi đối tượng dữ liệu đều là không đối tượng cả, đều là các cái lớp cả. Thì chúng ta hôm nay chúng ta làm quen khái niệm là lớp. Thì như thầy viết là y bằng 1.2 chẳng hạn, thì cái kiểu của y là gì? Thì biết rồi, kiểu y là kiểu số thực đúng không nào? Kiểu float, thì cái float nó cũng là class. Như vậy là int hay là class hay là float hay là string thì nó đều là các class cả, đều là các cái đối tượng ở trong Python. Thì chúng ta sẽ học cách, chúng ta sẽ khởi tạo ra một cái lớp mới, là một kiểu dữ liệu mới nhé, và nó là cái này, nó là tổng quát ở trong mọi đối tượng, mọi thứ ở trong Python đều là đối tượng hết. Như vậy là đối tượng là cái gì? Ta hiểu nôm na là đối tượng là một kiểu dữ liệu mới, một kiểu dữ liệu ở trong Python. Và chúng ta đã biết cái kiểu dữ liệu, và ta biết rồi là kiểu dữ liệu là int là số nguyên này, float là số thập phân này, str là kiểu string, là lớp string, hay là bool là kiểu dữ liệu bool nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ học khai báo một cái lớp mới như thế nào để chúng ta hiểu sâu hơn về khái niệm là lớp hay là kiểu hay là đối tượng ở trong trong Python nhé. Thì một cái đối tượng ấy, bất kỳ một cái lớp bất kỳ, thì nó đều có hai cái thông số của nó. Một thông số là các cái thuộc tính của lớp đó, hay là các cái phương thức hay là các cái hàm số của lớp. Đấy. Thì khi một lớp là cái gì? Một lớp là một kiểu dữ liệu thôi. Tôi về thầy lấy ví dụ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ khai báo một cái kiểu dữ liệu trên màn hình là cái kiểu dữ liệu là điểm chẳng hạn nhé. Một điểm thì nó có hai cái tham số chính, hay là gọi là hai thuộc tính, là tọa độ x và tọa độ y nhé. Thì thầy khai báo như này đây, thì cái bắt đầu bằng cái từ khóa là class, sau đó là cách ra, sau đó là cái tên của class đó, tên của lớp đó. Ví dụ thầy đặt tên lớp là point chẳng hạn nhé, point. Đấy. Thì là sau class là tên của đối tượng mà chúng ta có thể khởi tạo ra. Đấy. Được chưa? Sau đó là hai chấm, và sau đó là xuống dòng để viết thuật vào. Thì sau cái dưới này là chúng ta mô tả các cái tính chất của cái lớp đó nhé. Thì việc mô tả này thì thông thường nó gồm có hai phần. Phần một là mô tả các cái thuộc tính của đối tượng, hay là, và hai là mô tả các cái hàm số, hay gọi là các phương thức của đối tượng. Mình thầy làm thử nhé. Thì cái mô tả thuộc tính ấy, nó được mô tả như sau. Nó là một cái hàm số mô tả như này, def này, sau đó là đặc biệt là phải có chữ là cái hàm init, nhưng có hai dấu ở đằng trước, hai dấu và init, sau là hai dấu ở dưới ở đằng sau, và mở ngoặc, đóng ngoặc. Ở trong này chúng ta sẽ mô tả các cái thuộc tính trong cái hàm init đó. Ví dụ bắt buộc có dòng chữ là cell nhé. Sau đó ví dụ thầy muốn nói là cái hàm số là x y như thế này nhé,
đây là mô tả một cái hàm, cái biết cái mô tả hàm rồi đúng không? Đấy. Và chúng ta mô tả cái thuộc tính của cái ví dụ mô tả là self x bằng x, để các bạn nhìn tôi làm lần thì các bạn sẽ làm theo nhé. Self y bằng y thì đó, thì cái hàm def ấy, cái hàm def ấy là cái hàm mà là cái hàm init chứ, là cái hàm mà để khai báo, dùng để khai báo một cái đối tượng trong lớp đó. Ví dụ chúng ta đang khai báo là chúng ta đang định nghĩa cái lớp là lớp point, là cái lớp điểm số, lớp điểm trên màn hình, thì một điểm như vậy nó có hai cái tham số là x và y. Đây mô tả đây, đây là tham số x gì, tham số y đây nhá. Bây giờ tôi tiếp theo đây, như đây đây là chính là cái phần khai báo thuộc tính của lớp. Tiếp theo phần dưới là khai báo một số các cái hàm số liên quan đến cái lớp đó, hay người ta gọi là các cái phương thức. Ví dụ phương thức là ví dụ thầy khai báo một cái phương thức chẳng hạn, khai báo một cái phương thức là tính tổng tọa độ của hai cái đó, dùng cái là khai báo là tổng tọa độ. Thì khi khai báo cái phương thức ấy thì đều có một cái tham biến là như thế này, là cái từ self xuống dưới này chúng ta sẽ mô tả một cái lệnh return, thì cái hàm số đó trả lại giá trị return là self x cộng với self y đó là hàm nha. Như vậy là đây là một cái mô tả đơn giản nhất của một cái đối tượng là class là điểm, như là point, và gồm có là cái hàm init đầu tiên này là cái hàm dùng để khai báo các thuộc tính. Thì khai báo này là ngay bên trong lòng cái init này. Ở trong một cái class thì những cái hàm nào mà mô tả bằng hai dấu gạch dưới phía trên và dưới đầu và sau thì cái hàm đó, cái phương thức đó người ta gọi là phương thức hệ thống, người ngoài là không nhìn thấy. Còn cái hàm thứ hai là hàm tổng, def tổng thì bên ngoài sẽ dùng được, là hàm nào đều có cái giá trị, được có cái là biến cell như này nhé. Cái cell này là thầy ơi, cái chỗ cell chấm y á, bằng y hay là trừ y vậy thầy? À, bằng y. Đây là phần khai báo thôi nhé. Thì cái hàm init là bắt buộc phải có ở trong mọi class nhé. Còn cái def và cái phương thức này thì có thể có hoặc không có, hoặc là nhiều hoặc ít nhé. Xong rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm enter hai lần thì là xong. Như vậy ta khai báo xong một cái lớp mà đầu tiên nhé, đơn giản. Thế bây giờ khi có khai báo lớp rồi, nó là một kiểu dữ liệu rồi, thì chúng ta có thể là bây giờ chúng ta có thể là gán một cái biến là điểm trên màn hình, khai báo như sau nhé. P này bằng này, phải biết rõ point như này đúng không? Thì khi biết này thì ta mở ngoặc, thì ở chỗ này chính là để khai báo x y đấy, chính là cái hàm init này x y đây nhé. Thì khai báo một cái điểm trên màn hình có tọa độ là 1.5, đóng ngoặc enter. Thì như vậy là p bây giờ là một cái biến nhớ mới, là một kiểu dữ liệu mới, là kiểu gì? Kiểu point. Bây giờ chúng ta dùng lệnh type để tìm hiểu cái y là cái gì nhé. Đây này, đây đây, nó là class, xin lỗi nhầm, type p chứ đúng không, p đấy, các bạn thấy không nào, nó là class là point, nó class là point. Thế các bạn cái chữ main các bạn bỏ qua, main nó là trong cái vùng hiện thời của màn hình thôi, còn nó chính là cái lớp point nhé, lớp point đó. Và bây giờ chúng ta có thể gọi đến các cái thuộc tính x và y, có thể viết là a bằng p.x được không? Được. A bằng này, a chính là 1. Bạn thấy không, đây là gắn là a là 1, x tọa độ x của p là 1 nhé. Giờ gắn p này bằng p y. Thì b là mấy nhỉ? B là mấy? Là 5 ạ. Đây là 5. Đúng không? Thế bây giờ thầy sẽ sử dụng cái hàm tổng nhé. Cái hàm tổng này là một phương thức của cái lớp point. Và bây giờ thầy làm như sau, thì p nhé. P chấm tổng. Đó. Thì đây cái hàm nó tính tổng của hai số, hai x và y đây. Enter. Nên bằng 6 thấy không nào? Như vậy là cái cách mà chúng ta
gọi đến các thuộc tính hay là các cái phương thức của cái đối tượng ta làm. Ta biết sao ta biết là đối tượng này, đối tượng này, ta viết cái đối tượng ra nhé, đối tượng ra, sau đó là chấm. Sau chấm này này, sau chấm thì có thể là phương thức, là phương thức hoặc gì, hoặc là thuộc tính nhé. Thuộc tính hoặc là phương thức. Thì đó là cách chúng ta định nghĩa và gọi và sử dụng cái kiểu định nghĩa mới. Không nghe thấy thầy nói gì ạ. Ai mút thầy? Có ai là mút tụi thầy đấy? Nghe rõ chưa? Dạ rồi ạ. Có cậu nào lại, bạn nào lại đóng thầy lại đấy hả? Nhầm à? Bia nghe rõ chưa? Dạ rồi ạ. Bia quay lại đây nhé. Như vậy là gì? Như vậy là chúng ta đang học kia là tức là trong Python thì mọi đối tượng dữ liệu đều là mọi cái kiểu dữ liệu đều là class cả nhé. Đều là class cả. Và chúng ta đã học cái mặc định khi mà chúng ta viết là A hay là n bằng 10 thì chẳng qua đây là chúng ta đã tạo ra một cái đối tượng là số là 10 đấy, và gán n bằng như vậy, và cái kiểu của n chính là thuộc là cái lớp là số nguyên. Như vậy là cái lớp int hay là lớp float hay là lớp string là các cái lớp mặc định có sẵn hệ thống của máy tính, của Python. Còn chúng ta có thể khởi tạo ra các cái lớp mới ở trong Python rất là nhiều. Như vậy là cái người lập trình Python trong tương lai là chúng ta sẽ phải tạo ra cho mình rất nhiều các kiểu dữ liệu mới khác ngoài kiểu dữ liệu hệ thống có sẵn của ngôn ngữ lập trình. Được chưa? Thì cái phần này là cái phần mà nếu các bạn mà muốn tìm hiểu sâu hơn về lớp ấy thì nó là phần nâng cao rồi, nhưng mà bài học hôm nay là bài học mà thì muốn nói các bạn là chúng ta học cái khái niệm ban đầu tiên thôi, để chúng ta hiểu được cái bản chất đối tượng của thôn, và qua đó chúng ta sẽ hiểu hơn được các cái đối tượng hệ thống của nó. Rồi nhé, thì bây giờ thầy làm lại này, P này. Cái P của chúng ta là gì? Cái P của chúng ta là làm một đối tượng của cái lớp quanh. Đó. Thì chúng ta sẽ học đến cái hàm rất quan trọng là cái hàm dir. Lệnh dir. Lệnh dir là một lệnh rất là hay dùng, chúng ta dùng nó để ta tham chiếu, để ta tìm hiểu được. Ta biết là cái đối tượng đó nó gồm có những thuộc tính nào, phương thức nào, thì cái lệnh dir là cái lệnh sẽ hiển thị danh sách các cái thuộc tính và phương thức đối tượng dữ liệu mà chúng ta đang quan tâm. Được chưa? Mình quay đây nhé. Chúng ta có P rồi, bây chúng ta gõ lệnh dir P. Dir P thì máy sẽ hiện ra tất cả
các cái thuộc tính và phương thức hay là hàm số của P của đối tượng của anh. Đấy, mà thấy không nào? Nhưng ở đây nó có này. P đây. Thì đây là các bạn thấy là có chỗ tổng này, tổng này chính là cái phương thức mà ta biết rồi đúng không? Còn tất cả những cái chỗ này là các phương thức hệ thống máy lập sẵn chúng ta không động vào nhá. Còn ở đây xi là hai cái thuộc tính của nó đây. Đó. Như vậy là cái đi này là cái lệnh rất quan trọng, nó dùng để nó liệt kê ra tất cả những cái phương thức, những cái hàm số, những cái thuộc tính của một đối tượng mà chúng ta đang quan tâm. Thì sau này khi các bạn làm việc với sau này khi mà lập trình sâu với Python thì tất cả mọi cái mà chúng ta đang phải lập trình đó là đối tượng hết, được chưa? Và sau đó lệnh đi là cái lệnh chúng ta sẽ phải thường xuyên sử dụng. Bây giờ thầy quay lại nhé, thầy biết là bây giờ n bằng 2, được chưa? Như vậy là kiểu của n là gì? Là in, được chưa? Thế bây giờ thầy gõ chữ dir n. Thì đây là lệnh này là gì? Là hiển thị tất cả các cái thuộc tính và phương thức của kiểu dữ liệu int hay của lớp int, thấy chưa? Chứ mình hiện đây là hiện ra là toàn bộ tất cả những cái lệnh, những cái thuộc và các cái lệnh của gì, của cái lớp dữ liệu là int, bạn thấy chưa? Đó. Thì là chúng ta có thể nhìn đây quan sát là gì nhé, chúng ta có những lệnh mà chúng ta đây hơi khó một tí, nhưng mà chúng ta chú ý có lệnh này, lệnh bit length, thấy không nào? Bit length là tính cái độ dài của cái dãy bit biểu diễn của số đó. Để thử nhé, thì biết là n này, n bằng 100 này, n bằng 100 nhé. Bây giờ thầy sẽ biết là n chấm bit length tiêu đâu ra nhỉ? Thế như này nhé, thì như vậy là cái bit length là cái gì? Bit length đây là một cái phương thức có sẵn của kiểu dữ liệu là gì? Của kiểu dữ liệu là gì? Là số số nguyên, integer, int, bit length cái này đó. Cái hàm này là cái hàm bit length, là hàm nó trả lại cái giá trị là cái chiều dài của cái dãy bit của n, enter này, thấy chưa? Như vậy là cái số 100 là nó là một cái dãy là 7 bit, thấy chưa nào? Các bạn có hiểu chưa? Đây thì đấy là cái cách mà chúng ta mà lấy cái mà, cách chúng ta mà khai thác cái phương thức là thuộc tính của đối tượng, là gõ tên đối tượng sau đó chấm xong gõ cái tên của cái hàm số hoặc là thuộc tính đó. Thì bây giờ thầy làm tiếp tục nhé. Nhưng mà thầy có thể khai báo thầy biết tiếp nhé. Bây giờ thầy biết là x thì bằng 1.2 nhé. Thì bây giờ thầy đi cái x lên này, thì đây là mô tả tất x thì đây là gì? X thì đây là kiểu gì? Là kiểu số float, kiểu số thực. Thì khi dir x thì sẽ mô tả tất cả những cái hàm số, tất cả những cái thuộc tính của gì, của kiểu dữ liệu thực đó. Thì các bạn thấy nó có cái dòng chữ, có cái có những lệnh thì có thể biết được nhỉ, có nhiều lệnh được chưa? Đấy, mình thấy đây toàn lệnh hệ thống hết, thì mình hình thì khó hiểu đúng không đó. Bây giờ đối với string nhé, thầy viết S thì bằng này. Hà Nội này, enter. Bây giờ kiểu của string này, S thì là có kiểu string không? Đấy, kiểu str, thì bây giờ thầy dir kia S thì. Đấy. Thì ra một loạt những cái hàm số, một loạt những cái hàm số rất quan trọng, những hàm này. Đó, đây là đều là những cái hàm, những cái phương thức có sẵn của Python dùng để điều chỉnh, để mà điều khiển cái kiểu dữ liệu string. Thì cái này chúng ta sẽ học trong những trong mấy bài sau nữa. Nhưng mà để các bạn thấy là như vậy là cái lệnh đi là lệnh quan trọng. Lệnh đi là cái lệnh để chúng ta hiểu được cái cấu trúc của một cái lớp dữ liệu nhé, hay là một kiểu dữ liệu của Python. Mà ở trong Python thì mọi dữ liệu, mọi kiểu dữ liệu đều là lớp hết. Như vậy là cái lớp là cái khái niệm lớp mà chúng ta học là khái niệm mà rất là cơ bản. Mặc dù là cái lớp là rất nâng cao với các bạn, hôm nay các bạn là học từ đầu mà, cho nên là cái bài hôm nay học lớp các bạn sẽ thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà chúng ta hôm nay là cái buổi hôm nay chúng ta chỉ học về cái khái niệm về lớp thôi, không học sâu về lớp.
học sâu về lớp ở trong các trình nâng cao khác. Còn hôm nay là cái buổi chúng ta, thầy muốn các bạn là hiểu được mình như này. Một là hiểu được là gì? Hiểu được là mọi cái kiểu dữ liệu ở trong Python đều là lớp hết, đều là hướng đối tượng hết. Và chúng ta có thể khởi tạo ra các kiểu đối tượng mới tùy chúng ta mong muốn. Được chưa? Và lệnh DIR là cái lệnh để liệt kê ra tất cả các thuộc tính và các cái phương thức của một cái lớp nào đó. Cụ thể chúng ta có thể tìm hiểu các cái lệnh DIR của các lớp đối tượng mà chúng ta đã biết, như là lớp đối tượng là số nguyên int, lớp số nguyên là số thực là float, hay lớp số liệu lớp đối tượng là string là str nhé. Đó thì đó là cái mục đích của bài học ngày hôm nay ở mức độ rất là đơn giản thôi nhé. Bây giờ nói thêm một chút nữa về cái tức là ở trong Python ấy thì hầu hết tất cả những cái hàm số thống ấy đều là gắn liền với phương thức, gắn liền với kiểu dữ liệu. Như là kiểu dữ liệu số nguyên thì nó có một loạt các cái hàm số liên quan đến số nguyên, của đối tượng số nguyên. Kiểu dữ liệu là gì? Là số thực, có một loạt những cái hàm số các phương thức liên quan đến số thực. Kiểu dữ liệu là string thì có một loạt những cái hàm số liên quan đến string. Và tương lai chúng ta học là kiểu dữ liệu là dãy số list thì có một loạt các cái hàm số liên quan đến list. Kiểu dữ liệu là gì đó thì có một loạt các hàm số. Nhưng mà ở đây trên hình cho các bạn đây là những cái hàm số mà nó là không phụ thuộc vào bất cứ dữ liệu nào. Nó là cái loại hàm số là số chung chung, hàm số là có sẵn, gọi là bin int function ở trong Python. Và cái hàm này sử dụng thì không cần đứng đằng sau tên của đối tượng chúng ta khởi tạo. Đó. Thì hàm này nó rất là hay. Những cái hàm này chúng ta học cái hàm Ivan rồi đúng không? Ivan là đúng học rồi này. Ivan này. Chúng ta học cái hàm mà là một cái hàm như là cái hàm DIR, hàm DIR chúng ta biết rồi này. Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ xem qua một vài hàm nữa nhé. Hàm min này, hàm max này. Hàm min này, hàm max này. Hàm hàm trị tuyệt đối này. Hàm hàm max này, hàm lấy giá trị gần đúng này, hàm round này. Đó. Thì chúng ta cùng nhau xem thử một vài hàm nhé. Đây. Ví dụ là ta có có cái hàm min. Để hàm này lên luôn, gọi min tức là gọi là 1 này, 3 này, 0.4 này, -10 này, 15 này, 14 này, 15 này. Bao nhiêu cũng được tí. Đó, enter. Thì máy lập tức là tìm ra cái số lượng cái giá trị min của cái dãy này. Thì như cái hàm min là cái hàm mà nó là hàm có sẵn, chúng ta có thể gọi trực tiếp đó, không cần thiết phải lôi ra một cái đối tượng nào cả. Đấy, cái hàm min là như vậy. Tương tự như vậy là hàm max nhé. Hàm max ví dụ như là 3, 2, 4, 5, 4, 7, 1, 10, enter. Thì hàm max, hàm min, hàm max. Hàm round, hàm round là hàm tròn số, đây là 12.1 round, đây là 12. Hàm round còn có là có thể lấy sau số tự phân này. Hàm round ví dụ là hàm round của cái số là 12.123, nhưng mà lấy hai số sau số phẩy thôi. Đó. Vậy là cái hàm round nó có hai giá trị, là đầu tiên là một số bất kỳ tự phân và số thứ hai là cái số là số lượng chữ số sau số phẩy cần làm tròn. Đấy, như vậy là hàm này làm tròn là 12.12 thôi, cái hàm round là như vậy nhé. Đấy, một số hàm mà là chúng ta có thể xem cái bảng này, hoặc chúng ta có thể gõ cái lệnh này đây này, lệnh DIR, hoặc nó có cái hàm này này, bin in, thì cái hàm này là hàm hệ thống nhé. Đấy. Thì cái lệnh này là lệnh cho chúng ta xem là toàn bộ tất cả đây ở trên màn hình đây là tất cả những cái hàm mặc định hệ thống có sẵn Python, chúng ta gọi nó bất cứ lúc nào nhé. Đấy, thì các bạn khi các bạn làm nhiều các bạn sẽ hiểu, các bạn thấy ví dụ những cái hàm Evan này là ta biết rồi này đúng không nào, hàm đổi dữ liệu, hàm float này, hàm in ta biết rồi này đúng không nào, đó hàm min này ta biết rồi này đúng không, hàm thai chúng ta biết rồi đấy, hàm thai biết rồi,
ta sẽ được học một số cái hàm ở ở trong cái bảng này. Thì đây là cái danh sách tất cả những cái hàm hệ thống có sẵn ở trong trong Python nhé. Đó. Như vậy là tối nay các bạn có hỏi gì không? Có hiểu không? Có thể khó hiểu không? Dạ, dạ hiểu ạ. Hiểu à? Cái bài hôm nay là hơi khó đấy, nhưng mà chú ý rằng là chúng ta không, hôm nay chúng ta chưa đi sâu vào, chúng ta chưa đi sâu vào cái tìm hiểu sâu về khái niệm class đâu, chưa hề. Hôm nay là cho các bạn là định nghĩa thế nào là lớp, thế nào là class thôi, chứ chưa đi sâu vào class. Và hôm nay các bạn chú ý, chỉ chú ý cho thầy là gì, là mọi đối tượng, mọi kiểu dữ liệu đều là class hết. Tức là Python là ngôn ngữ là hướng đối tượng 100%. Được chưa? Nó giống như ngôn ngữ như là Java chẳng hạn. Là hay là C cộng cộng, nó là cái C# chứ, nó là cái ngôn ngữ mà hướng đối tượng 100%. Thì Python nó là như vậy. Các bạn thấy là ngay từ khi chúng ta gắn cái giá trị số như là số 1, số 2, số 3 hay là số 1.5 thì nó đều là class hết. Thì buổi hôm nay là như vậy. Thì buổi hôm nay là học là như vậy, để cho chúng ta sẽ từ buổi hôm sau chúng ta sẽ học sâu hơn về những khái niệm mà chúng ta bắt buộc phải dùng khái niệm class của hôm nay, lệnh điên của hôm nay và những cái khái niệm là hàm số nữa nhé. Như vậy là nhắc lại là mỗi một cái class là một kiểu đối tượng, và chúng ta định nghĩa trong một class đó thì nó gồm có hai loại thông tin. Một là các thuộc tính, là các cái tham biến ấy, các cái tham số mô tả các thuộc tính của cái đối tượng đó nha. Và loại thứ hai là các cái phương thức hay là các hàm số để tính toán trên những cái đối tượng, trên những thuộc tính đó. Thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta đưa ra một vài cái bài tập chúng ta xem nhé. Cái bài tập 1 là ta thiết lập cái lớp tên là học sinh, chúng ta quản lý các cái đối tượng học sinh trong lớp gồm các thuộc tính như là họ và tên, địa chỉ, chiều cao, cân nặng, học lực. Lớp này sẽ được có các thiết lập với các phương thức sau: hàm init thiết lập hàm cập nhật địa chỉ mới, hàm cập nhật chiều cao, cân nặng mới, hàm cập nhật học lực mới của học sinh. Đó là cái bài tập số 1. Bài tập số 2 là thiết lập một cái lớp là triple bao gồm các đối tượng là ba số thực ABC. Thì thuộc tính của mỗi đối tượng sẽ bao gồm là tên của đối tượng, là cái bộ ba số và tổng ba số này kiểu là S gì. Và chúng ta sẽ lập những cái hàm thuộc tính của nó là tổng nhé, là tổng của ba số. Và chúng ta sẽ dùng lập những cái hàm số đó. Hàm update dùng để cập nhật giá trị S gì. Hàm change dùng để chức năng thay đổi các giá trị ABC và đồng thời cập nhật SC. Và hàm isTriangle là cái hàm mà kiểm tra xem bộ ba số này có tạo thành một tam giác hay là không nhé. Chúng ta làm hai tập đơn giản này đã, mức độ rất là đơn giản nhé. Thế thôi nhé, hôm nay buổi học ngắn thì thế thôi. Chúng ta sẽ dừng lại ở đây nhé. Dạ em chào thầy ạ.